Xin chào các bạn và các em nhỏ đã ghé đến kênh Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay mình sẽ đi chợ Mỹ nha các bạn. Thì bữa hôm mình đi chợ Costco, mình mua thịt cá, tôm, cua rất là nhiều ở nhà đó. Hôm nay mình đi chợ thì mình chỉ mua một vài miếng thịt tươi thôi, còn thịt đông đá còn nhà rất nhiều. 10 ngày qua hay 7 ngày qua gì mình không nhớ, mình ăn thịt đông đá không rồi các bạn. Hôm nay hết rau củ quả rồi, rồi hết sữa, hết trứng, phải đi mua sữa trứng, mấy cái đồ tươi về cho con mình ăn. Rồi tiếp tục lại ăn thịt ở trong đông đá cho hết nha. Rồi bây giờ mình sẽ đeo khẩu trang này vô và vô chợ đi mua những gì mình cần nha. Rồi che lại nha các bạn. Tạm biệt các bạn, cái miệng với cái mũi, còn con mắt thôi. Nhiều bạn nói mình đó là đeo luôn mắt kiến, đâu có mắt kiến đâu đeo anh. Cái khẩu trang này mỗi lần đeo là mình để hai sợi dây sau cái cổ, xong rồi sau cái đầu mình nhé. Sau mình bỏ vô vậy nè. Đó, sát kính vậy ha. Đó. Rồi đi chợ thôi, đi chợ thôi. Xin chào các bạn, bây giờ mình sẽ đi vô chợ ở đây. Chợ rất là lớn nhưng mà người ta cho một cửa thôi. Lúc trước á, bình thường á là người ta để tới 3-4 cửa, là bây giờ chỉ cho vô một đường thôi. Đứng từ xa người ta sát trùng những chiếc xe đó, trước khi mà người ta đưa cho mình, ta xịt cái dung dịch lên để người ta chùi sạch xe rồi người ta đưa cho mình cầm nha. Lâu lắm rồi mới được ghé chợ Phế Mayer nè các bạn. Lâu quá không quay dâu tây cho các bạn xem nè. Wow, dâu tây ngon chưa? Có hộp dâu tây gì ăn nè. Lâu quá không được thấy dâu tây nè. Nhớ dâu tây quá chừng luôn. Nè ha. Lấy hộp về ăn các bạn. Nè, trái nào trái nấy như trái nấy luôn. Đó, rất là nhọn, rất là đẹp. Nè ha. Một hộp. Ở chợ bây giờ cam chanh lại bán, chanh lại bán chạy hơn là táo đó các bạn. Đó, tất cả bữa chợ bây giờ đây các bạn ơi, mua một trái bí này về ăn xong còn lấy cái hộp có trồng đó các bạn. Đó. Đó, cái trái này nè, mình nghĩ trái này nó bự nè, giống nó tốt nè ha. Lấy trái bự nè ha, về mình xẻ ra mình trồng. À, cái này, cái hộp này lấy mình gieo á, có nhiêu á, có mấy ngày là nó lên, à 3 ngày là nó lên cây rồi. Lấy trái, trái này về nướng bơ ăn ngon lắm á. Tiếp tục đi thôi. Ở nhà chỗ này là khoai tây, nguyên một hàng khoai tây luôn. Ở nhà mình mua rất là nhiều hành rồi, còn hành rất là nhiều không có lấy để khoai tỏi, lấy ít tỏi nha. Ở Cali mua ít tỏi các bạn ơi, ở nhà hết tỏi rồi. Tỏi mấy một bịch? Tỏi tới $1.79 một bịch. Lấy 4 cây tỏi đi ha. 4 cây tỏi về. Về làm bánh mì bơ tỏi nha. Đó. Hành tím nè các bạn, hành tím củ bự. Nửa ký ra 70.000 tiền Việt Nam cho nửa ký hành tím. Bây giờ táo người ta bán rất là rẻ nè các bạn ơi. Có một đô mấy cho một phao thôi, nhìn rất là ngon nè. Đó. Việt Quốc có 5 đô một vỉ thôi. Trái rất là bự. Đó, trái nào trên đây bự. Các bạn hỏi mình tại sao lại lấy những thức. Các bạn hỏi mình tại sao lấy những cái bịch ở trong, tại vì ở trong người ta ít đụng tới. Mình sợ bị nhiễm vi khuẩn nhiều đó các bạn, cho nên mình lấy những cái bịch ở trong. Vậy thôi.
rất là nhiều loại luôn. Mâm xôi một hộp $5 luôn. Lấy một nải chuối. Đây là muối nha các bạn. $3.50 cho một hộp. Khoảng 80 ngàn tiền Việt Nam cho một hộp muối như thế này. Muối tự nhiên nha. Mình mua về để mình xúc. Mình xúc miệng đó, mình khà cổ họng đó các bạn, để cho cổ họng mình được sạch. Cửa hàng bánh kem nè, bánh kem bán rất là rẻ luôn, $5 cho một cái. Mình thấy ăn ngọt mình sợ quá các bạn ơi. Bây giờ người ta ít đi chợ cho nên cửa hàng bán mochi người ta dẹp hết trơn rồi, còn trống quẳng rồi. Trống thì ở trống. Các bạn ơi, mấy người người ta thấy mình bịt khẩu trang á, người ta thấy mình đường nào là người ta né ngõ đó các bạn. Người ta sợ mình bị bệnh á. Người ta sợ mình bị bệnh mới thả ra. Người ta thấy mình ta phóng chạy nhanh lắm. Nguy hiểm thiệt á, đi ra đường thiệt nguy hiểm. Ở đây là nguyên cửa hàng bánh kem nè. Nhiều tất cả các loại bánh luôn. Đó. Nguyên cửa hàng bánh mì nè các bạn. Đó. Rất là nhiều loại bánh mì luôn. Các bạn ơi, cục thịt hem bây giờ người ta bán rất là rẻ luôn. $1.27 cho một pound. Đó, nguyên một cục này. Cục thịt hem bự nè, được chứ có $13 thôi. Muốn mua một cục về nướng ăn quá. Lấy hộp rồi hả? Để tí lấy luôn. $15 cho một 15 đô 63 sen cho một cục thịt hem. Một cục thịt hem như thế này sẽ nặng 5 kg nha các bạn. 12 pound cho 5 kg. Đó, về nướng ăn nha. Hem này con gì vậy? Mua một miếng cá các bạn ơi. Đây, mua một miếng cá. Khoảng $16.27 cho một miếng. Một pound là $9 cho một pound nửa ký, $9 các bạn. Rồi, đi. Chừng là thịt gà nè. Thịt gà quá chừng, bán thịt gà nhiều lắm các bạn ơi. Đi mua cánh gà à. Chợ bây giờ rất là đông người luôn. Tới hàng thịt rồi. Bây giờ thì mình sẽ lấy hai con gà. Gà này là người ta nuôi tự nhiên, trồng với lúa bắp gạo tự nhiên, người ta cho gà ăn á, bán cao giá hơn gà bình thường một chút xíu, nhưng mà ăn nó an toàn nha các bạn. Nó rất là ngon nữa. Thì không biết lựa con nào đây. Đây, thôi lấy con này đi ha. $14.23 cho gần 300 ngàn tiền Việt Nam cho một con gà. Thì về để dành ăn. Lấy cái ức nấu canh cho con mình. Còn cái xương thì mình kho. Còn mình định mua gà này nè các bạn. Đó. Mua gà này để mình về mình chiên đùi gà, chiên xù, dọn lên ngồi ăn nói chuyện với các bạn. Đó. Nhưng mà để xem đi ra chỗ tính tiền đó, hỏi xem người ta cho mua không nha. Tại bây giờ mỗi người đi chợ mua gà thì mỗi người chỉ được lấy 2 phần thôi. Mình lấy 4 phần như vậy để mình xem, để ông xã mình mua 2 phần, mình mua 2 phần thử có được không. Nếu không được thì mình trả lại tất cả những thịt gà hay là trứng. Bây giờ ở chợ cũng vậy, mỗi thứ chỉ được mua 2 thôi. Đó, đây là con gà lôi, gà tây đó các bạn. Nó bự nhưng mà gà này gà tự nhiên luôn đó, người ta nuôi ăn lúa gạo. Thì đây là thịt bò rất là tươi. Thì các bạn thấy hôm nay á, nhìn chợ vắng lắm. Nhưng mà thịt cá rồi đầy hết trơn à. Rất là nhiều luôn. Ưng mua bao nhiêu cũng có. Nhưng mà số lượng người ta bây giờ, người ta có hạn.
người ta nói là mua hai thôi. Giống như người ta thấy những cái thùng rác ở Mỹ hay là ở Anh, ở Pháp, tất cả những cái nước mà cảm thấy mua đồ ăn mà dự trữ đó, thì người ta thấy đồ ăn bỏ rác rất là nhiều, cho nên người ta khuyến cáo mình là đừng có nên mua đồ ăn nhiều về ăn không hết, bỏ phí. Thì mình mua, mình không có bỏ phí nha các bạn, mình chỉ bỏ dành đông đá để mình ăn thôi, cho nên mình không có bỏ rác đó, mình mua thịt tươi mà. Còn một số thùng rác thì người ta thấy bỏ rất là nhiều bánh mì đó, bánh mì người ta mua bánh mì ăn không hết, người ta dục nó móc, người ta dục uổng lắm. Thì mình mua những cái đồ nào mình cất trong đông đá nha, khi nào ăn mình mới lấy ra ăn. Mua cái hộp chi phô mai nè, mấy đứa con mình nó thích nè các bạn ơi. Đó, mua về chỉ bỏ vô trong lò vi sóng, hâm 3 phút lên là được ăn thôi, khỏi mất công phải nấu. Một hộp đó, hồi nãy mình quay khoảng 3 đô la hay sao á. Đó, đi chợ là con gái mình dặn là phải mua cái nuôi chi đó về ăn. Rồi đến đây nè, sô-cô-la cam, sô-cô-la cherry, sô-cô-la hạnh nhân, rồi trà xanh, rồi tất cả những sô-cô-la bột biển muối cũng có nha, các bạn mới thấy không? Đó, muối biển cũng có đó, thấy chưa? Sô-cô-la muối biển đó, bữa nào mình đánh thử cho các bạn xem nha, mình ăn thử luôn. Sô-cô-la đủ loại hết trơn, các bạn thấy không? Nhìn, bánh trái nè, coi coi, đã chưa? Nhưng mà mình không có hảo ngọt lắm, cho nên cũng nhát ăn các bạn. Đó, chút xíu nữa mua thử về ăn á. Bây giờ lấy một ít ngò về để làm gì các bạn biết không? Lấy về để làm cái gì đó, bánh mì bơ tỏi. Bơ tỏi mà phải có chút ngò nữa mới ngon. Rồi lấy vài bó hành về ăn cái lá. Còn cái gốc thì mình cắt, mình cắm xuống đất là nó lại lên hành lá tiếp mà ăn nha các bạn. Mình đã có video ươm hành lá, cách trồng hành lá của Vinh Nguyễn Thị, nhớ xem nha. Nhiều video mình hướng dẫn ươm cây lắm, ươm rau quả. Rồi đây là măng tây. Măng tây thì mấy đứa bé nhà mình rất là mê măng tây với cái nấu với tôm đó các bạn. Nấu tôm, ướp tôm, tí hành, tí tỏi, nước mắm, tiêu rồi đó. Rồi mình xào lên, mình nấu như nấu canh đó. Rồi mình cắt măng tây vô. Bánh donut nè, ông xã mình mua nè. Đó, mua hộp bánh donut, ông đi, ông khoái ăn ngọt. Mình thì hảo ăn chua, ăn mặn thôi. Tới đây mình sẽ mua bí ngồi cho con mình. Bí ngồi là nó ăn quanh năm suốt tháng luôn các bạn ơi. Nó mê bí ngồi lắm. Đó, bí ngồi bây giờ thì có bữa mình đi ít lắm, có bữa thì nhiều, bây giờ cũng thấy cũng được được đó. Mình đi mình mua luôn cả 10 ngày một tuần, cho nên mình lấy hơi nhiều chút xíu. Đó, các bạn, chợ vắng lắm. Chợ chủ yếu á, người dân Mỹ người ta đi tới những cái chợ bán sỉ, bán rất là nhiều thức ăn á, mà bán giá rẻ. Còn mình á, thì mình chọn những cái chợ nào mà bán thức ăn cao cao, giá hơn chợ bán sỉ tí thôi, nhưng mà nó ít người là mình đi cho nó cảm thấy an toàn hơn. Rồi mình cũng bịt mặt rồi vô trong này các bạn. Khi mình bịt khẩu trang á, nhiều người á, họ bịt thì không sao, nhiều người họ không bịt khẩu trang á, là họ thấy mình họ phóng, họ chạy họ chạy quấn ngõ này ngõ kia, họ né mình, nói chung họ né vui lắm. Thì đó, thì bây giờ lấy hai trái thơm nha. Thơm hôm nay bán rất là rẻ hơn bình thường rất là nhiều. Đó, lấy hai trái. Mấy bữa 4 đô một trái, bây giờ như có 2 đô la một trái thôi. Rất là ngon. Về vắt nước thơm rồi uống thử xem ngon nha. Lâu quá rồi muốn nước thơm. Hay ăn thơm chấm muối ớt cũng được. Đi tiếp các bạn ơi. Thì đây là cái bánh táo, rồi bánh trái bồ đào, nhiều loại bánh khác. Đó, bây giờ quyết định sẽ mua một cái bánh táo về ăn đi ha. Nhìn bánh táo nó ập vô con mắt mình, cái ngon nó nằm trước mắt chịu không nổi. Nhưng mà mua đại về ăn nha. Nhiều loại bánh ngon tuyệt vời. Đây là cái bánh bí pumpkin đó các bạn. Đó, của trái bí đó, người ta xay làm bánh rất là ngon.
thì lấy một cái bánh nha, cái bánh dạy 8 đô mấy đó. Đó, hôm nay đeo mắt kiếng rồi bịt mỏ, bịt khẩu trang nữa bạn. Nhìn mình giống như là mới đi xịt thuốc rầy về sao. Đeo bảo vệ. Các bạn dặn cô đi chợ nhớ đeo khẩu trang. Ông xã mua một mớ chip, mớ bim bim để ăn. Rồi bánh pizza, pizza, pizza. Wow. Bán có 3 đô la mấy một cái thôi. Bình thường thì khoảng 7-8 đô, bây giờ giảm giá rất là nhiều. Đó, bánh pizza rồi bánh, nói chung những cái đồ ăn mà trong tủ lạnh đó bán giảm giá đó. Kem, kem Vina, vani. Wow. Mua một tặng một. Mình sẽ lấy 2 hộp về cho con trai mình ăn. Đó, cái thằng con nhỏ của mình lại thích cái hộp kem này. Còn hai đứa con gái mình á lại mê kem sô-cô-la. Ngộ vậy đó, mỗi đứa mỗi sở thích khác nhau. Lấy 2 hộp này về tha hồ ăn. Bây giờ tới chỗ cửa hàng sữa các bạn ơi, đang tìm sữa. Mỗi lần đi á, mình muốn mua sữa chừng 11-12 ngày á, để cho mấy đứa nhỏ uống. Mà lúc nào cũng uống khoảng 6-7 ngày là hết sữa rồi. Đó, hết sữa là phải chạy đi mua. Mua nhiều quá thì tủ lạnh chứa nhiều quá thì không hết. Cho nên bình thường ngày xưa 4-5 ngày đi chợ lần, bây giờ chắc 10 ngày á. Mà lâu lâu hết sữa là phải chạy ra mua riêng sữa mình sữa thôi. Đó. Thủ sữa cho nhiều nhiều lên để dành cho con mình nó uống. Nó uống sữa quen rồi đó các bạn, uống thay nước đó, cho nên á đi chợ chậm mệt các bạn ơi. Đó, rồi lấy mấy cái bắp cải này nè. Bắp cải trắng rồi bắp cải tím rồi đó, mình chiên cơm hay là mình nấu canh hay xào luộc gì đó, mình xào với cà rốt hay là củ su su. Rồi bắp cải trắng đó, mình bào mình xào với thịt bò ngon lắm á. Lấy 2 bắp nha. Đó. Còn cái nào nữa? Wow. Bắp nào bắp nấy nó cuộn cuộn cứng ngắc à. Đó, ông xã thủ thêm bánh ngọt kìa các bạn ơi. Lấy gì đây? Rau cải bó xôi mini, cải bó xôi baby đó các bạn. Đó, rau này thì khỏi phải chê. Ăn sống cũng được mà nấu canh cũng được. Một hộp như vậy khoảng 6 đô cho đến 3 đô. Rồi lấy cái sô-cô-la này các bạn. Sô-cô-la về làm bánh ăn. Bây giờ ở nhà mấy đứa bé ở nhà rất là rảnh luôn. Không đi học thì ở nhà mình bày bánh ra, mình chỉ cho con mình cách làm. Rồi khi nào rảnh rảnh cái mình quay phim cho các bạn xem ha. Rồi đó, đồ dùng nướng bánh rồi đó. Thì tới đây mình mua đường bột nha các bạn. Đường bột này thì về cần làm bánh gì cũng được hết trơn á. Còn đường hộp thì mất công mình phải đánh ra, hoặc là mình lấy cái đường hộp mình bỏ vô máy xay sinh tố, mình xay một cái nó cũng ra đường bột nha các bạn. Phải máy loại mạnh á. Thì đây là các dụng cụ để nặn kem, đồ làm bánh khắp khét, rồi trang trí kẹo đường rất là vui. Nhưng mà thôi bữa khác mua đi. Wow, cái kệ bán giấy vệ sinh và cái nước mà sát trùng tay, rửa tay khô đó các bạn, sạch luôn ha. Lúc nào đi ngang qua đây nhìn là tưởng bán đắt lắm á. Đó, mà bán đắt mình đó thôi. Bây giờ mình sẽ mua trứng. Trứng thì mỗi người chỉ được 2 vỉ trứng mà thôi. Tất cả các chợ nhỏ hay lớn, chợ Costco hay chợ Mỹ, bây giờ mỗi người đi mua được 2 vỉ trứng. Thì đó, lấy 2 vỉ thôi. Mình có thể lấy 4 vỉ thì mình mua 2 lần thì được. Còn một lần đi chỉ mua là 2 vỉ mà thôi. Nước cam, nước mận, nước táo, nước chanh, rồi nước chuối, nước nho, tất cả đó, nước lựu nữa, nhiều lắm các bạn ơi. Những cái loại nước vitamin bây giờ người ta bày bán rất là nhiều để bổ sung năng lượng cho người khách hàng muốn vô đây là mua vitamin C thôi. Bây giờ tới đây mua gì ta? Cereal, mua một loại thức ăn buổi sáng cho nó mấy đứa bé đó. Nó đi là nó dặn mẹ ơi mua cái cereal chuối này cho con nè. Nó hình dạng hơi giống trái chuối, nhưng mà ở trong thì nó có cái gì đó quế các bạn ơi. Cái kiểu thì
hơi giống trái chuối tí. Đó, hôm nay chắc mình lấy 4 bịch cái thức ăn sáng này cho mấy đứa bé ăn với sữa đó các bạn. Này ngon lắm nha, các bạn nào ăn thử, mấy con mình nó thích. Thì buổi sáng mà mình lỡ mình mệt á, mình tối mình làm video mình dạy chưa kịp nấu thức ăn á, thì dạy rót sữa với bỏ này vô cho mấy đứa bé ăn trước, ăn trước tiên, rồi từ từ mình bò bò mình đi nấu thức ăn sau. Chứ dạy mà nấu liền á chưa có kịp đó. Bây giờ mình sẽ lấy kimchi, một loại phô mai đó, để mình về mình sẽ cố gắng làm bánh mì bơ tỏi. Đây lô định lấy 4 hộp mà không thành công, thôi lấy 3 hộp thôi. 3 hộp chắc đủ ha. Bánh mì bơ tỏi đó, chưa gì đã nguyên một xe đầy rồi. Bây giờ đi ngang qua cái cửa áo quần, chỗ bán áo quần giảm giá nè các bạn, 70%, 60%, 50% tất cả đều bán những áo quần. Nhưng mà bây giờ ít có ai mua áo quần lắm, chủ yếu người ta mua thức ăn thôi. Với mình á, chủ yếu ra đây mua cái cây kẻ chân mày, coi như cái chân mày mình nó thiếu đuôi á, mình kẻ hoài bây giờ nó mòn luôn cả chân mày ở nhà, không có còn cái cây kẻ nào hết trơn. Giờ tìm cái màu nào đây ta, màu nào là được vậy? Màu này nâu à? Tóc mình đâu nâu đâu ta, tóc mình màu đen mà, đen hay nâu mình nhớ tóc mình nâu hay đen, kẻ màu nâu đi ha. Chọn màu, thôi lấy màu này cho rồi. Đó, $10 cho một cây, khoảng 230.000 tiền Việt Nam cho một cây kẻ chân mày. Mình về mình kẻ chắc mấy 2 tháng hết một cây. Nó gọt, mỗi lần gọt là nó mòn hết trơn cái mực đó các bạn ơi. Đó, mà mình thích hợp cái cây đó. Bây giờ đi đâu các bạn biết không? tung tăng đi xuống cửa hàng hạt giống các bạn ơi. Mình mê hạt giống đến nỗi mà mỗi lần mình nghĩ tới hạt giống thôi mà trong lòng nó vui mừng. Coi coi cái màu chân mày có hợp với cái màu của cái lông mày cục mình không. Thì bây giờ người ta bày bán những cái lò nướng để mùa hè mình nướng thịt rồi ăn đó. Đó, nguyên cửa hàng rất là đẹp, bày rất là đẹp nhưng mà không có người mua. Bây giờ ở nhà nghỉ dịch hết rồi nha các bạn. Đó, có vài người đi thôi, một số người vẫn không có chịu bịt khẩu trang. Người ta thấy mình bịt là người ta tưởng mình bệnh, người ta chạy bạt mạng luôn các bạn. Tới cửa hàng hạt giống, hoa cỏ mùa xuân đua nhau nở trên những bịch hạt giống. Ở dưới là đậu Hà Lan, bắp, đó, rất là nhiều loại luôn. Cà chua, rồi bông mặt trời, rồi bí đậu phộng, rồi bí ngồi, đủ loại, đủ màu, đủ sắc. Nhìn thôi là coi như cái lòng mình nó tưởng tượng tới cái cây ra trái thôi các bạn ơi. Tới cây bí ngồi đĩa bay hôm nay đi tìm. Đây, cái loại bí gì đây? Bí xoài các bạn ơi. Bí mà bí xoài, coi chịu nổi không? Đó, các bạn thấy không? Lemon. Đó, lemon mango. Rồi cái gì đây? Su hào. Ha ha ha. Năm tới mình sẽ nhổ su hào cho các bạn xem su hào ăn sống được không ta. Nhổ tất cả những cái loại cây hoa quả ngoài vườn mình, cái vô dọn nguyên một mâm review ăn cho các bạn xem. Ăn nha, ăn thôi, đừng có ăn nhiều loại trái cây quá rồi bị rối loạn tiêu hóa, rồi mất công, rồi bắn pháo bông nữa. Đây là cái broccoli, mấy cái bông cải xanh mà cái hình dạng giống như san hô đó các bạn. Đó, mua được một mớ rồi bỏ vô cái bịch, ông xã đứng hứng nha. Dưa leo hình có cái móc ngéo rồi các bạn ơi. Thấy không? Nhìn đẹp không? Mình trồng thử nha. Hạt giống nào cũng thích hết. Ở nhà mình cũng có rất là nhiều hạt giống rồi, nhưng mà mình vẫn đi chợ vẫn mua thêm đó các bạn. Không biết sao nữa, mê. Đây, bí ngồi đĩa bay. Đó, summer bí đó. Bí trồng cho mùa hè gồm có màu vàng, màu xanh và màu trắng. Mùa hè tới đây, cái vườn của Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ sẽ có rất là nhiều loại đĩa bay bí ngồi. Đĩa bay bí ngồi vàng, đĩa bay bí ngồi trắng, xanh, bay lạng ở trong vườn. Đây là một loại bí ngồi trái chuối á các bạn. Loại này trồng nó bự lắm. Rồi đây bí đỏ này các bạn.
lấy thử loại này nha. Trồng cái ra trái thế thương chắc nụi à. Rất là nhiều loại đậu Hà Lan, đậu que, nhiều lắm. Mà đậu nào mình đi chợ mình cũng gom, mình để ở nhà có rồi. Bây giờ chỉ thiếu những cái bí nào mà mình thiếu thôi, mình thấy mình thiếu là mình mua các bạn. Đây một loại bí màu trắng nè, nhìn đẹp quá giống cái bánh bao, lấy luôn. Rồi loại trái bí này, thôi nó giống trái bí đỏ ở nhà, thôi khỏi lấy à. Trồng nhiều bí đỏ quá nó bò đầy đầy cái vườn, không có chỗ trồng mấy cái trái khác, hái cho các bạn xem. Thì mình đi tìm đó, rất là nhiều loại luôn. Nhìn nè, đây củ su hào màu tím, lấy về trồng thử, trồng rồi nhổ ăn sống thử cái mùi vị nó làm sao nha. Mùi vị nó thiệt là đặc biệt, trên cái mùi vị của cái su hào là hết sảy à. Rồi đây là cái bí, cái dưa giống như là dưa gan vậy đó các bạn. Một loại mướp của Mỹ nè. Loại mướp này không phải mướp, dưa leo chứ. Loại dưa leo mình cố tình trồng nhiều lần rồi mà trồng nó hơi khó nha các bạn, nó không có thành công lắm. Đợt này thử xem có thành công không nha. Rất là nhiều loại rau cải luôn đó. Bông cải trắng, bông cải trắng này trồng nó dễ bị sâu lắm nha các bạn. Nó cứ lên mình thấy nó trắng trẻo, mình lo mình cắt vô mình ăn trước, mình để dành là nó sâu. Bí tròn nè, năm ngoái mình trồng cái loại này mình thu trái thấy đã lắm, nó ra như cái bùn cao. Rồi bí ngồi sọc nè, sọc sọc đó, ông xã mình lại hứng bao lần hai bỏ vô. Cứ một bịch như vậy thì hơn $2, có khi $3 mấy, có cái $1 mấy nữa. Cái này là $2 nè. Bây giờ mình mua một bịch là bịch thứ hai sẽ được giảm giá nữa, giống như mình mua 10 bịch thì sẽ có 5 bịch giảm giá một nửa giá thôi, còn lại là mình trả tiền 5 bịch nguyên giá đó. Rất là nhiều loại, nhìn thôi là đã thấy mê rồi đó. Ông xã ông đẩy xe đi rồi, không thấy mình lựa lâu quá rồi mình đứng lại đó, đứng lại lựa tiếp tục. Salad tím nè đó, cái vườn thì có chút xíu à, trồng đủ thứ trái cây rồi, bây giờ không biết trồng gì nữa, mình trồng quá xá. Trồng đây đây tất cả các loại bí, người ta dồn bí sao biển, rồi bí sần sùi, rồi bí nâu, bí vàng, bí xanh, bí trắng, nó dồn hết vô một bịch như vậy, gieo lên nó lên, trồng ra đủ thứ loại, hái cho các bạn xem, các bạn giải trí cho vui nha. Đó, mình phục vụ cho các bạn mùa hè nay là có đầy đủ những cây trái, từ cây trái, cây cổ thụ cho đến cái cây xác ở dưới ngọn cỏ các bạn, xác đất đó. Lấy thêm hạt giống, ông xã ông đi mất tiêu rồi còn đứng đây mê mẩn đó, còn tìm đó, mê lắm các bạn ơi. Cho treo giống ngủ ở đây, lựa giống lựa hoài cũng được nữa. Coi cái chùm cà chua này các bạn, nhìn thôi là đã thương rồi, mê nguyên chùm, mê luôn á. Coi xanh đỏ tím vàng, có cà chua tím nữa nha, năm nay mình có trồng cà chua tím nữa đó, tha hồ mà hái cho các bạn xem. Đây trái bí nõn nà, trái bí vàng khè nè các bạn. Bí cổ dịch mà cái loại này nó nõn nha, nó trắng, trắng bóng. Đó, rất là đã luôn. Wow, mình sẽ lấy một trái, trái gì ta? Pumpkin nha. Lấy trái pumpkin về để trồng lên nó bự thiệt bự, cái mình ra mình ôm mình chụp hình cho các bạn xem nha. Nghĩ tới là đã thấy thích thú gì đâu. Mê thiệt đó. Đó, thấy chưa đó. Thích ha. Nói vậy thôi chứ trồng lên được cái trái bự như vậy cực khổ lắm nha các bạn. Bây giờ ra tính tiền, tính tiền xong sẽ đi về đó. Mê mẩn dễ đứng đây tính tiền mà lòng lòng rộn rã các bạn, muốn về nhanh. Về nhanh đi chi, để ươm hạt. Mình có tất cả những cái hạt giống ở nhà mình ươm đó, nguyên mấy tầng luôn, bây giờ nó lớn đẹp lắm nha. Ngày mai ngày mốt mình sẽ quay từng hạt giống mà mình ươm lên cho các bạn xem. Cái cây bây giờ nó lên 3 lá 4 lá vậy rồi, tươi đó.
hôm nay mua cục thịt thêm, đồ mua đồ đầy đủ đó, về các bạn yêu cầu mình ăn gì mình ăn đó cho các bạn xem nha. Tính tiền xong đi chợ như vậy đi có tí là hết à, hơn 2 tiếng các bạn đó. Mọi người bây giờ ngồi chợ ít lắm đó, dám que à. Đẩy ra cực. Hôm nay thì mình đi chợ hết 378 đô la nha các bạn. Thì mình đổi ra tiền Việt Nam khoảng là 8.900.000 đồng tiền Việt Nam. Thì các bạn yêu cầu mình đổi thì mình đổi cho các bạn xem nha. Các bạn xem video của mình, nếu mà các bạn cảm thấy thích thì các bạn nhấn nút like và đăng ký, chia sẻ ủng hộ kênh Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ nha. Các bạn đăng ký nhớ nhấn chuông để được nhận những video mới nhất từ kênh Vinh Nguyễn Thị. Nếu mà các bạn không nhấn chuông thì video sẽ đến chậm hơn nha các bạn. Các bạn nhớ nhấn chuông nha. Tạm biệt các bạn, chúc các bạn luôn vui khỏe và thiệt nhiều sức khỏe trong cái mùa dịch bệnh này nha các bạn. Hạnh phúc luôn hạnh phúc. Tạm biệt các bạn.